Nên ở nơi đây bây giờ cái cõi này là cái cõi khổ, à không có cái gì sung sướng hết các bác anh em chứ đồng đạo. Thì bây giờ chúng ta còn cái gì nữa mà chúng ta liên tiếp, phải không? Bây giờ quý vị mình thấy hiện tại bây giờ ở Hà Nội là trong đó là 14, 15 tỉnh ở Hà Nội luôn, chứ không phải là đơn giản đâu. Người ta coi như là không có sống được cái cảnh như là được êm ấm, sống như màn trời chiếu đất quạt gió đèn chăn gối tay thảm cỏ. Trên đường đi bây giờ nhà nước cấm không cho xe để mà lưu hành, mà là phải đi bằng thuyền, đi bằng bộ, đi bằng thuyền, đi bằng mà tạo không cô bác anh em dòng đạo. Chính chỗ này cho nên ông ba cũng nói cho chúng ta biết, nghèo thì sắm xuồng, giàu thì sắm ghe, đến chừng có nước chèo te lên dòng. Bây giờ là chèo te lên dòng trơn trọng rồi còn gì nữa, là bây giờ nó có hết rồi, là những gì đức thầy nói đó hen là nó có hết rồi, còn gì mà chúng ta coi như là còn chần chờ cô bác anh em dòng đạo nó. Chính vì chỗ này cho nên đức thầy mới bảo cho chúng ta không có chi cái phương pháp bằng Nam Mô A Di Đà Phật hết. Đạo mà bây giờ đồng đạo cũng như để cho ý kiến, để là tự chọn vậy thôi, để tôi khuyên cũng để tự chọn. Để kính mời quý vị cho chàng phát tay. Dạ kính thưa chư quý vị, quý vị đồng tình cho chúng tôi cái phương pháp tự chọn cho mình để mà trao đổi cùng với quý vị. Thì pháp môn của Đức Thầy để lại cho chúng ta gắn gỏi, và pháp môn nào cũng là một điều kiện để mà áp dụng cho đời tu của mình. Nhưng mà cái pháp môn tịnh độ là một pháp môn tối yếu, là một pháp môn cơ bản và một pháp môn tối diệu mà Đức Thầy đã dành riêng, dành riêng cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo cho chúng ta, và đó là nói riêng, còn nói chung là tất cả các chúng sanh trong thời kỳ hạ nguyên mạt pháp. Thưa chư quý vị, Đức Phật khi xưa coi như là sau khi đắc đạo, Ngài chu du khắp cả sông Hằng để mà thuyết pháp cho tất cả các chúng sanh trong thời gian 49 năm vậy cô bác anh em chư đồng đạo. Và Ngài quán triệt được trình độ căn cơ chúng sanh trong thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này không có chi bằng cái pháp môn trình độ, cho nên Ngài mới thuyết lên cái bộ kinh A Di Đà là đặc biệt nhất, thấy không? Thì đầu sau khi đó Đức Phật mới thuyết thêm bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ, và đồng thời kinh Vô Lượng Thọ là ba bộ kinh tịnh độ để nói về phương thức chúng ta tu đặng mật cầu quảng sanh thì giới cực lạc. Rồi hôm nay đến cái ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, Đức Thầy yêu kính của chúng ta cũng thấy quán căn cơ trình độ chúng sanh trong thời kỳ hạ nguyên mạt pháp. Không có pháp môn nào mà tấu diệu bằng cái pháp môn là tịnh độ. Cho nên lúc Đức Thầy mà đi dạo lục châu, đi đó đi đây khắp nơi chân, cho nên Đức Thầy mới thấy được trình độ chúng sanh có, biết được tu hành, biết được tu niệm, biết được làm lành, biết được hiện từ, mà phương pháp tu cầu giảng sanh về cực lạc không biết. Chính vì không biết đó cho nên Đức Thầy mới nói là có người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh, là Đức Thầy chỉ, thấy không? Đức Thầy mới chỉ con đường tịnh độ giảng sanh cho chúng ta biết, chứ thật sự ra nếu như mà chúng ta không có được cái con đường tịnh độ của Đức Thầy chỉ đó, là chúng ta không biết tu tịnh độ bằng cách nào cho nó trúng, bằng cách nào mà cho nó được giảng sanh về thế giới cực lạc mà gọn ghẽ trong một kiếp. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới phán giải cho chúng ta biết đó là tìm cực lạc đây rành đường ngõ, thấy không? Vậy là tìm cực lạc đây rành đường ngõ là chỉ có thầy yêu kính chúng ta là ông Phật mới rành được đường ngõ để cho chúng ta tu. Mà nếu như chúng ta nương vào trong con đường rành đường ngõ của Đức Thầy là chúng ta đi không bao giờ bị lầm lạc nữa có bác anh em chân đạo. Vậy thì Đức Thầy nói là tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tỉnh mới màu, hoặc giả lạ nghe điên dại sau này thơi thạnh, đây chỉ đường cực lạc giảng sanh. Là Đức Thầy chỉ cho chúng ta cái con đường cực lạc giảng sanh, là con đường về tịnh độ, là con đường về Phật. Vậy là con đường về Phật, con đường về tịnh độ, và con đường mà chúng ta bước đi đây là con đường chuẩn bị cho ngày mai, chuẩn bị cho ngày mai để cho chúng ta nào mà coi như là được, coi như là về nơi cái cảnh giới tịnh độ của bác anh em chị đồng đạo. Vậy là đường về Phật, thân mình có khiếu ráng mà suy cho hiểu bớ ai, là mỗi người chúng ta đều có khiếu, mỗi người chúng ta có đủ điều kiện để mà chúng ta về Phật hết, phải không?
Nhưng mà trong khi đó muốn được về Phật đó, thì trong khi đó chúng ta phải làm gì? Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là nở đâu lại vài bừa đồng loại cũng gốc ngài Thượng Đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về nơi cũ cho gần Phật tiên sánh, thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc môn nhân bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, đúng không? Vậy thì muốn về cõi Phật lập thân cõi trần là muốn về nơi cõi Phật á, thì không phải lập thân ở cõi Phật mà phải lập thân ở cõi trần này đây. Vậy thì bây giờ chúng ta lập thân ở cõi trần á, là phải lập thân bằng cách nào vậy hà? Thưa cô bác anh em với đồng đạo, vậy thì hôm nay chúng tôi xin trình bày cùng với quý vị qua một tiêu đề, đó là muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Quý vị mình đồng ý không? Muốn về cõi Phật phải lập thân cõi trần, đúng không? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, vậy thì bây giờ trên con đường về Phật ai cũng mong, ai cũng muốn và ai cũng coi như là cầu. Nhưng mà cầu mà mong mà muốn, nhưng mà xin hỏi thật lại, quý vị mình cầu mà có thật cầu chưa vậy hà? Mong mà thật sự có mong chưa vậy hà? Mà muốn mà thật sự mình có muốn chưa? Hay là mình muốn bằng cái miệng? Hay là mình cầu bằng cái tướng? Hay là mình mong bằng cái ý không hả? Ý thì mong muốn, cầu bằng cái miệng, mà trong tâm chưa thật cầu, đúng không? Vì vậy cho nên liên qua nhiều kẻ luận bàn, nhưng liên qua muốn đến, muốn sang ít người. Luận bàn thì nhiều, lần nào cũng bàn tịnh độ chứ, lần nào niệm Phật cũng bàn tịnh độ, lần nào mà đám dỗ cũng bàn tịnh độ, phải không mấy chị? Bàn tịnh độ, bàn về Phật không, ai cũng bàn không. Giống như mấy cái người trồng quýt vậy đó, lợi ngồi cái quán đông hết sức đông vậy, coi như ông nào cũng bàn trồng quýt, trồng mít, trồng sầu riêng chứ, mà bàn không mà không chịu về trồng, có không? Nếu bàn không mà không chịu trồng thì chừng nào mới có? Mà có chồng mới có trái bông, có tu mới có thần thông phước điện. Không tu chỉ ngóng Phật tiên, ngóng bao lâu cũng còn nguyên không có thành. Cứ việc ngóng đi. Ngóng đi làm sao mà thành được, phải không? Chứ lập trang chỉ muốn để thờ, không lo cúng bái bao giờ trang linh. Có cúng mới linh chứ không cúng sao được. Mình cứ coi như là lập trang để thờ không vậy nha. Cho nên Phật không phải chỉ thờ để vậy, mà thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chặt dình thì càng cao đức hạnh, càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình sâu xa. Mà tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thiền cứu giới chúng sanh. Có tin mới có sửa mình, không tin đâu có được bỏ hành trình sâu xa, đúng không? Vì vậy cho nên thờ Phật là biểu thị lòng tin. Tất nhiên chúng ta thờ là phải có niềm tin, mà có niềm tin tất nhiên là phải cúng bái, mà cúng bái là phải hết lòng, mà hết lòng là chúng ta mới có cái phương diện cầu sanh, mà có cầu sanh mới giảng sanh về cực lạc được. Chứ còn lập trang mà trong cái đó là không muốn, coi như là tu cầu gì chân trổ làm sao giải Phật được. Vậy thì liên qua nhiều kẻ luận bàn, nhưng liên qua muốn đến á, là muốn sang ít người. Thật sự ra bây giờ trong cái thành phần mà muốn đến á nghe, là đến cõi Phật đó, muốn sang đó là muốn sang bên cực lạc đó, là ít người lắm. Đây tất nhiên là ông Thanh Sĩ nói rõ ràng cho chúng ta biết, tất nhiên là ít được có người mà hết lòng để cầu sanh. Hết lòng để cầu sanh. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn cầu sanh, giảng sanh về thế giới cực lạc là biết cõi ta bà này là cái cõi tạm. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, đúng không? Vậy thì bây giờ cõi ta bà là cái cõi khổ, mà cái cõi tịnh độ tất nhiên là cái cõi vui, là cõi ta bà tất nhiên là cái cõi mà chúng ta đang sống là cái cõi để tạm thôi. Trộn rộn thế gian là xứ họ thanh nhàn cực lạc mới quê ta, đúng không? Thanh nhàn cực lạc mới quê ta, tức là cõi cực lạc mới là cái cõi quê của mình. Còn cái cõi này tất nhiên là chúng ta sống đồng tình đây, tất nhiên là sống đây là sống tạm thời, chứ tâm hồn thất phách xa chơi non bồng đời. Không biết ngày nào coi như là chúng ta tách trót ra đi, không biết ngày nào chúng ta dứt áo bỏ lại. Vậy thì bây giờ cái ngày mà dứt áo ra đi, cái ngày mà chúng ta dứt áo bỏ lại, quý vị mình biết được ngày nào không?
không biết phải không? Không biết tại sao bây giờ chúng ta mà không lo cho nó gấp rút, lại chần chờ, lại cái lông đông mà lại lục thục hoài chẳng chịu tu mãi, còn lục thục lo giàu nghèo lo cũng chẳng rảnh, không biết được ngày mai. Mà chính không biết được ngày mai cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết, đó là khuyên niệm Phật. Sao nữa? Than rằng chưa rảnh, đúng không? Than rằng chưa rảnh, bây giờ coi như là mất nợ mất nần, coi như làm xui làm gia, rượu mất nợ, coi như là trong khi đó hủ chưa ai đóng, rồi đám cưới đám hỏi con chưa gả mà con trai chưa, coi như là cứ dở đủ cách hết, thấy không? Nhưng mà khi tử thần đến rồi đó quý vị, mình còn hứa hẹn được không? Còn lừa được không? Vậy thì bây giờ chúng ta không hứa hẹn được, mà cũng không lừa được cái ngày nào. Vậy thì bây giờ cái chết đến không bao giờ đến mà đến với chúng ta mà chúng ta biết trước được đâu, phải không? Cho nên ở trong thế giới càng không biết lo thân xác cho lo hồn ít ai. Mình chỉ lo thân xác không mà không có biết được lo hồn, không? Không có lo hồn. Vậy thì ở trong thế giới càng không biết lo thân xác cho lo hồn ít ai, cứ lo những chuyện dông dài. Cứ lo những chuyện dông dài mà con đường sanh tử không ai lo lường. Con đường sanh tử không ai lo lường, bệnh đau hấp hối trên giường. Không lo sanh tử còn lo đường lợi danh. Thấy không? Bệnh đau hấp hối gần chết rầu dĩ nó mà cũng còn coi như là lo lợi lo danh, thấy không? Biết rằng không sống trường sanh mà không bỏ được cái tánh tình tham lam. Biết mình không sống được trường sanh bất diệt mà không bỏ được cái tánh tình tham lam thế gian, uổng tác thiên niên kế, có nghĩa là con người không sống được trăm năm mà bàn ra cái kế hoạch trăm năm không. Làm cái nhà cũng phải kiên cố, làm sao sống từ 70 năm 100 năm mới được, không? Mà chẳng những vậy chưa có biết được mình sống được trăm năm không, mà giờ phải xây cái nhà kiên cố 100 năm. Còn trăm năm xong họ biết rằng coi như là mình không thể sống được trăm năm nữa, thôi vậy xây cái nhà mộ kế bên có chết chung vô đó. Chưa chết rồi mà tính xây cái nhà mộ. Mà xây nhà mộ phải xây rẻ rẻ đâu, xây 200-300 triệu vậy đó. Xây cho nó kiên cố rồi chết để cho ông đó. Mà tới chừng chung vô đó rồi quý vị được biết là thế gian đó, là con người chúng ta đó, là sống chưa được trăm năm, tất nhiên là con người là sống không nghĩ đến mình trăm năm. Mà khi chết chưa chắc gì mà chúng ta giữ được cái mồn trăm năm. Dĩ quy tam xích thổ nan bảo bách niên thân, chưa thác về dưới đất ba thước chưa chắc gì chúng ta sống trăm năm. Mà ký quy tam xích thổ nan bảo bách niên thân là đã thác về dưới đất ba thước chưa chắc gì mà giữ được cái mồn trăm năm. Vậy mà con người người ta dùng cái câu châm ngôn chứ, người ta nói sống có cái nhà, thác có cái mồ, thì lo vậy thôi, không? Bây giờ sống tất nhiên là lo cái nhà đi, rồi bây giờ gần chết bắt đầu lo cái mồ, biết thế nào cũng chung vô đó vậy đó, mà không chịu lo làm phước, phải không? Không chịu lo làm phước làm cho ăn, không chịu coi như là tu nhân tích đức, không chịu trưởng dưỡng công đức của mình để mà mình cầu về Phật. Cho nên hôm nay chúng tôi bàn cùng với quý vị là muốn về cõi Phật là chúng ta thật sự có muốn chưa? Nếu mà thật sự chúng ta muốn về cõi Phật đó, là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cõi trần này là tạm giả, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cõi trần này là ở tạm ở đỡ vậy thôi, mà chúng ta không quan thiết. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ chị Hai Luyện chỉ mua coi như là 50 công đất ở trong miền, ở coi như là ở trong đồng, rồi chị cất một cái trại ở trong đồng ở trong á đặng mà làm lúa, đúng không mấy chị? Mình bây giờ không phải chị Hai Lưỡi không, mà quý vị thường thường đi làm ruộng tăng tiến này kia rồi đó, cũng phải lên trển cất cái trại phải không? Cất cái trại để làm ruộng. Mà khi cất cái trại làm ruộng xong, quý vị mình đem coi như là tiền bạc á, là lúa đó, trong khi đó quý vị tu bổ cái trại đó, hay là để tiền về dành dụm cất nhà ở dưới này, quý vị mình để ý coi. Bây giờ lấy tiền đó để mà tu bổ cho cái trại ở trên ruộng, hay là mình đem về cái chỗ bản xứ của mình cất cái nhà bự? Bản xứ mà. Đúng rồi đó quý vị, ủng hộ cho đồng đạo ông Trạm có tay đi. Làm ruộng thì ở đỡ, không? Cất chạy thì cũng ở đỡ, làm có tiền thì cũng ở đỡ. Ôm tiền đem về xứ mình cất nhà, đúng không? Ôm tiền về xứ mình cất nhà. Vậy thì bây giờ chúng ta ở cõi ta bà này giống như ở cái chạy làm ruộng vậy đi. Mình kể vậy nghe chị ba,
Thì bây giờ hàng ngày mình ở đây mình làm ruộng nè, bây giờ mình coi như là tích lũy công đức nè, mình làm có tiền có bạc nè, phải không? Làm bao nhiêu có tiền có bạc để làm chi? Để dành dụm, để gom góp, để mình xây một cái nhà. Cái nhà đó ở đâu? Cái nhà mà Đức Thầy cho chúng ta biết là cảnh Tây Thiên, báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm, tìm nơi ăn dưỡng đó. Là mình xây cái nhà ở bên kia bển á. Cho nên hàng ngày quý vị mình bỏ ống hen, đi đám làm tuần hen là xây nhà, mua gạch xây nhà. Đi đám giỗ cũng là mua gạch xây nhà. Đi mỗi lần đi niệm Phật gì là quý vị mình bỏ ống để mà mua gạch xây nhà. Mà cứ vậy quý vị cứ bỏ ống hoài như vậy đi, đừng đập ra xài nha. Bỏ ống thì bỏ ống, mà đừng có đập ra xài nghe, xài là nó hết. Mà quý vị mình biết cái xài cái gì không? Bỏ ống trong lúc bắt đầu cái miệng mình nó xài. Cái miệng mình câu dĩ cho nó ngặt dữ lắm. Ví dụ như bữa nay đi niệm Phật được 100 ngàn, không phải chị Hai trả cho quý vị 100 nghe, tôi ví dụ vậy thôi. Mà về nhà công chuyện gì cứ như là dâu con để gì bắt đầu nói chuyện với mình hen, là mình nấu khoan hòa nhã nhặn hen, 100 ngàn còn nguyên không? Mà nó nấu bắt đầu trong khi đó mình nổi giận, nấu xong thiên tao đi đâu tao đi mất mới gì mày nói tao hoài hả? Là mình xài hết mấy chục rồi mấy vậy, xài hết mấy chục ngàn rồi. Thôi giờ đừng xài, tiết kiệm, được có của thì nó cầm củi, phải không? Đắc đạo màu thì gấu chân tắm. Mà mình cứ việc mình cứ gom gom, mình tiết kiệm vậy đó, tất nhiên là cuối cùng mình được giàu. Mà giàu đây không phải là cái giàu tiền giàu bạc, mà là giàu công đức của anh em trong đạo. Vô đây, vô đây. Vậy thì cái con người chúng ta muốn đi coi như là cái cảnh xa, tất nhiên là phải có tiền. Còn chúng ta muốn đi về Phật là phải có gì? Có công đức, đúng không? Phải có công đức. Mà công đức đó là coi như là chúng ta tạo bằng cái gì? Bằng gì? Công đức đó như là chúng ta không phải tạo bằng trên cái chỗ công danh, trong cái chỗ phú quý, mà công đức đó tạo bằng bằng phước duyên các bác anh em trùng đạo, bằng câu niệm Phật, bằng muôn điều lành. Cho nên một niệm Phật là muôn ngàn duyên đạo, một điều lành là phước báo trăm thiên. Muốn cho chính phẩm mau thiện, thường chuyên niệm Phật, thường chuyên làm lành, đó tất nhiên là công đức đó. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta thường niệm Phật mà thường làm lành, đó tất nhiên là cái phương pháp để cầu sanh, cơ quan canh dừng đạo. Vậy thì bây giờ một lần nữa chúng tôi xin hỏi cùng với quý vị là muốn về cõi Phật thật sự chưa? Nếu thật sự là chúng ta quăng gánh cõi trần tục, hãy mau quăng ném bỏ nó đi, không? Cõi trần tục hãy mau quăng ném, hãy mau chân gấu ghém sự tu. Nào dù hương bát nước công phu, nào tỉnh niệm A Di Đà Phật, các sự thế tâm vô nhất vật chỉ một lòng đạo đức dung bồng. Mà nơi liên quan cửu phẩm chưa ngầu thì nhất định chưa thôi niệm Phật là chúng ta gọi ghém. Gấu ghém bằng cách là gãi gọn lại, coi như là không có lầm thầm nữa. Tôi ví dụ một cái thứ hai nữa. Ví dụ một cái thứ hai nữa là quý vị mình có người con ở nước ngoài Đài Loan, Hồng Kông, Mỹ, mà bảo lãnh cho quý vị mình đi nước ngoài, chuẩn bị là trong cái thời gian sắp tới đi. Rồi bây giờ quý vị mình có thật sự coi như là chịu đi Mỹ không? Chịu đi Hồng Kông không? Chịu đi Đài Loan không? Nếu như có người bảo lãnh. Nếu như có người bảo lãnh, chịu đi không? Đi, đúng không? Bây giờ ông Phật A Di Đà bảo lãnh mình trọn đời ở bên đất Phật, thấy không? Rồi bây giờ Đức Thầy giới thiệu cho chúng ta biết là có cõi bên cực lạc, bởi ông Phật A Di Đà bảo lãnh mình không còn sanh tử luân hồi nữa, mình chịu đi không? Đi phải không? Đi. Là bây giờ mình chịu đi đâu phải không? Vậy thì bây giờ chịu đi. Bây giờ ví dụ như cái người mà đi Hồng Kông, đi Đài Loan đó, bây giờ chuẩn bị coi như là còn 3 tháng nữa đi. Ở đây người ta bán đất quý vị mình mua không? Mua không? Bán cái chiếc xe ô tô rẻ rẻ mua không? Không mua phải không? Bây giờ bán đất cũng không mua, coi như là bán nhà cũng không mua, mà bán ô tô cũng không mua, mà thậm chí đến cho không lấy luôn. Lấy làm gì? Bây giờ mình chuẩn bị mình đi mà, phải không? Đó là cái người muốn, nghe, là cái người muốn thiệt sự, phải không? Muốn thiệt sự. Bây giờ bán coi như cỡ nào rẻ cỡ nào cũng không mua chứ, phải đúng vậy không anh Tư? Đúng vậy phải không? Đó, bây giờ quay trở lại, bây giờ quý thật sự quý vị có thật sự là cầu sanh về Phật chưa? Nếu thật sanh về, mới thật lòng mà cầu về Phật thì cái miếng đất bán cái bên đừng mua, phải không?
Thì đâu bây giờ nhà cửa xe cổ tàu bè gì đó hen, thì thôi bây giờ tôi tạm làm phương tiện để mà chuẩn bị cho cái ngày mai tương lai 3 tháng nữa tôi đi về Phật là nhất định, chứ tôi không có ham. Mà ở trên thế gian này mà quý vị còn một ham một cái điều gì đó hen, là còn nghiệp mê si che phụ. Tất nhiên là chúng ta còn ham thế gian, ở thế gian chứ có gì đâu. Vì bây giờ là muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần như nãy giờ chúng ta nói đó, tất nhiên là bỏ đi cái ham là được à, chứ không có gì chứ. Bỏ đi cái ham của thế gian này, tất nhiên là trong khi đó là hố tham chẳng bao giờ phủ liếp. Tánh tham danh, tham sắc, tham tài, ba điều tham thiên hạ đang sai, đa số khách trần ai đều bị. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ thì tánh tham khó trị cho lành. Hãy tham tham danh thì khổ thì vì danh, mà chỉ danh nó gần bên tài sắc, danh có được sắc tài liền bắt, mà tài được rồi thì danh sắc nó theo, rồi sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba điều dính thiếu rồi phải không tư. Mà hãy dưới một cái cả ba cái, nếu ngã bên nào cũng chịu khổ sầu, vượt ra ngoài có mấy ai, đâu rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ dính không. Mà hãy dính đầu thì bây giờ ông thanh sĩ cho chúng ta biết mê đâu thì sanh đó không xê, luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bứng gốc mê cho nó hết sanh tất không còn bị nghiệp hoành hành, chừng đó mới trở thành tự tại, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta coi lại đi, coi lại bây giờ chúng ta cầu giảng sanh về Phật vậy đó, mà chúng ta có cầu thật sự chưa vậy hả? Nếu chưa thật sự cầu đó thì bây giờ bắt đầu chúng ta mà thực hiện cầu, mà có thật sự vậy đó cô bác anh chị em với đồng đạo của chúng ta đó, là nghĩ rằng cái cõi tạm này là cái cõi mà chúng ta đang sống, không có cái gì mà trong khi đó chúng ta ham thích được hết. Cho nên Đức Thầy mới nói đó là nhìn xuống thấy chúng sanh rồi đó hen, Đức Thầy mới than lên một câu, đó là gì? Cõi ta bà, ta thấy hỏi ôi. Đúng không? Ông Phật ông nói cõi ta bà, ta thấy hỏi ôi rồi. Còn mình thì quý vị, mình thấy cõi ta bà, ta thấy rất là ham. Rất là không, chứ không có hỏi âu không. Cho nên ông Phật thấy, nhìn xuống thấy là hỏi âu, tất nhiên là thấy không có ham thích một điều gì hết chứ. Có bác Nam Chi Hồng Đạo phải không à? Cho nên quý vị mình thấy 36 tấm ảnh của Đức Thầy đã hen chụp hay là dán, quý vị mình thấy nguyên một khung hình bự đó, có một cái tấm hình nào mà Đức Thầy cười không cô bác Nam Chi Hồng Đạo? Có không? Không bao giờ có. Mà mình tại sao mình gặp đồng đạo, mình gặp có như anh em, rồi gặp cái chỗ vui sai mình cười quên niệm Phật luôn. Mình cười với quên niệm Phật luôn. Là mình như vậy là chứng tỏ là mình còn ham cái cõi này nè, phải không hả? Chứng tỏ là mình còn ham, còn thích gặp đồng đạo bè bạn. Ngày qua cái đạo tràng ở dưới coi như là ở mà Long An đó nghe, ông Năm Tiếp đang nói chuyện, cái chị đó vô gặp mấy cái chị bạn, bắt đầu chào hỏi cô bằng lia chia chân chỗ, quên cái hậu trường luôn. Bà nói giống như bà ở ngoài chợ vậy đó, không có nghĩ đến cái hậu trường là cái gì trên đó. Vui quá vui mà quên, quên hết cô bác anh em chứ đồng đạo đó. Vì vậy cho nên bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta thôi, cõi trần này đó là không có cái gì khổ hết. Quý vị mình thấy bây giờ mình ở đây sung sướng phải không? Rõ ràng mình bây giờ coi như là mình ở đây là đất Phật, là trong ma tỉnh, là tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Tiền Giang đó hen, là các tỉnh lân cận đây, là tỉnh, là đất Phật. Mà hãy đất Phật là con Phật lâm phàm là Đức Thầy, mà ông Phật lâm phàm là cứu độ cho chúng sanh, đem lại cái nguồn giáo pháp và đem công đức ban rải cho khắp cả các chúng sanh, và tất cả các chúng sanh sống trong đất Phật là được cái sự ủng hộ che chở ông Phật, thấy không? Mà chính vì cái được chỗ mà ủng hộ che chở cho ông Phật là quý vị mình thấy bây giờ các nơi các chỗ ngoài Bắc bây giờ hiện bây giờ nè, là sông Hồng bây giờ nó càng ngày càng dâng, càng ngày càng dâng, coi như là trong khi đó chết không thể tưởng tượng được. Quý vị mình thấy không? Bây giờ mình ở đây mình sống được im ấm, được no lành, hang được bình an, được vô sự là nhờ vậy? Nhờ niệm Phật. Nhờ niệm Phật. Quý vị được biết là nội cái tỉnh Đồng Tháp này không đó hen, là trên dưới coi như là gần 100 khóa niệm Phật. Nói cái khóa không đó hen, còn tỉnh Cần Thơ đó hen là coi như là trên 100 đó, là gần 200 khóa niệm Phật ở bên tỉnh Cần Thơ. Rồi hàng ngày chúng ta cúng niệm Phật, đi đứng niệm Phật, rồi coi như là đám làm từng đám dỗ gì cũng niệm Phật hết. Bây giờ là mỗi một câu niệm Phật là diệt được 80 ức kiếp tẩu trọng sanh tử, là cái phước đức nó vô lượng, phải không? Cho nên bây giờ quý vị mình nghe đài khí tượng bảo văn là trong khi bắt đầu nó báo nó dài 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 vô, đổ bộ dài vô, đổ riết coi như là đâu tới coi như là Khánh Hòa vô thành phố bắt đầu hết.
vô tới đây yên, vô tới đây hết rồi. Tại vì đúng với câu niệm Phật là hết rồi, phải gì không? Nhờ niệm Phật vậy mà nó hết trơn, không còn trơn quý vị. Mình thấy bất quá là mình coi như là mưa chút đỉnh vậy thôi hen, rồi gió giật chút đỉnh, gãy chuối gãy xoài chút đỉnh vậy thôi, chứ không đến đâu gì người chết. Ở ngoài hiện tại bây giờ nước sông Hồng càng dâng mà vừa rồi là cái cầu coi như là ở Phong Châu nó sập một cái hen, là một chiếc xe, một chiếc xe 45 chỗ, và trong đó là hai chiếc xe công và mười mấy chiếc xe cộng, là trong khi đó ô tô vừa coi như là xe đạp xuống một cái là nước nó cuốn hút, nó hút một cái không còn thấy một cái người nào hết, cô bác anh em trong đạo thảm cảnh vô cùng. Vừa coi như là tai nạn, đủ thứ tai nạn hết trơn, cậu đâu phải là cái chuyện đơn giản, nạn đủ thứ hết. Cho nên mới lục bảo chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, nạn tai chết chóc chia lìa, chưa xong nhân quả cái đường thiên tai, là nó khổ vậy đó cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ đến cái ngay giai đoạn này là khổ rồi, rồi đồng đạo hỏi chú Tư đợi chừng nào tới, tôi nói đức thầy nói chữ mà bây giờ khổ não tới đời là đây không? Là tới đời còn nhớ giờ. Đây là thầy nói rõ ràng, bây giờ khổ não tới đời là đây này, còn đâu nữa giờ. Bây giờ chúng ta khổ não là tất nhiên là cái đời nó tới, chứ còn gì nữa giờ, phải không? Đó, vì vậy cho nên ở nơi đây bây giờ cái cõi này là cái cõi khổ, không có cái gì sung sướng hết các bác anh em chứ đồng đạo. Thì bây giờ chúng ta còn cái gì nữa mà chúng ta liên tiếp, phải không? Bây giờ quý vị mình thấy hiện tại bây giờ ở Hà Nội là trong đó là 14, 15 tỉnh ở Hà Nội luôn, chứ không phải là đơn giản đâu. Người ta coi như là không có sống được cái cảnh như là được êm ấm, sống với màn trời chiếu đất quạt gió đèn chăn gối tay thảm cỏ. Trên đường đi bây giờ nhà nước cấm không cho xe để mà lưu hành, mà là phải đi bằng thuyền, đi bằng bộ, đi bằng thuyền, đi bằng mà tạo không câu bác anh em trong đạo. Chính chỗ này cho nên ông ba cũng nói cho chúng ta biết, nghèo thì sắm xuồng, giàu thì sắm ghe, đến chừng có nước chèo te lên dòng. Bây giờ là chèo te lên dòng trơn trọng rồi còn gì nữa, là bây giờ nó có hết rồi, là những gì đức thầy nói đấy hen, là nó có hết rồi, còn gì mà chúng ta coi như là còn chần chờ cô bác anh em chừng đầu nó. Chính vì chỗ này cho nên đức thầy mới bảo cho chúng ta không có chi cái phương pháp bằng Nam Mô A Di Đà Phật hết, phải không? Cho nên được thảnh thơi là mình đây là nhờ chữ Nam Mô khuyên bổn đạo ráng mà trì trì, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu sao thấy được nhà tiên cửa thánh, cũng nhờ Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Nghĩ suy cho cạn sự đời tu là cõi phúc của người trần gian, giàu cho các bậc giàu sang sự tu không có, như thoàn nước vô lấy giang hùng dựng cơ đồ, không bằng lấy đức Nam Mô xây thành. Lấy đức Nam Mô A Di Đà Phật xây thành là chắc ăn, không thành nào mà kiên cố bằng thành Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Hồi xưa Tần Thủy Hoàng xây cái dạng Lý Trường Thành 48.000 dặm tương đương với 2.800 cây số mà giờ tanh bành hết rồi, còn đâu. Mà cái câu Nam Mô A Di Đà Phật bây giờ quý vị mình niệm Phật đi, muôn đời muôn kiếp bây giờ cái câu niệm Phật cũng không bao giờ mất được, phải không? Hồi xưa ông Tu Bạc Đà La, ông gặp con cọp nó rượt nó quảng hồn quảng giết, chạy lên cây Nam Mô A Di Đà Phật mà trải nhiều đời nhiều kiếp, mấy chục kiếp như vậy đó. Rồi sau khi đó coi như là chuyển sanh lên đó là ông Thuần Đà, tất nhiên gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà được đắc đạo đó cô bác anh em chị đồng đạo. Phải không? Chỉ câu Nam Mô A Di Đà Phật không mà không mất vậy đó. Còn quý vị coi như là đi phá niệm Phật, ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi niệm Phật vậy đâu có mất, phải không? Không có mất. Vậy thì bây giờ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật rất là thù thắng, mà muốn về cõi Phật là phải lập thân cõi trần này nha cô bác anh em chồng đạo. Lập thân cõi trần tất nhiên là bảo cho chúng ta tu đó, là hành đạo đó, là phải cho nó cực khổ, đừng có để cho nó sung sướng nha. Còn tu mà ham sung sướng nha là tu không bao giờ thành ông Phật nào hết đó. Tại vì đức thầy có nói Đức Phật Tổ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa đó, nào đâu hẹp lượng chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề, thấy một đàn thẳng bẳng mà mê âu, chừng đó mới là mầu nhiệm. Vậy thì bây giờ nếu như ở cõi trần này chúng ta muốn lập thân mà đi làm từ thiện xã hội đừng than, nghe không? Đi niệm Phật nhất giò nhất cẳng đừng than, nghe không? Đi đám dỗ mà đồng đạo nói chuyện đạo chưa chưa nóng nảy đây cực khổ cũng đừng than. Rồi đi cầu nguyện đồng đạo sướng ngon mà đứng hơi mỗi chân mỗi cẳng cũng đừng có than. Lập thân có trần mà than cái gì, phải không? Nên đức thầy mới nói trong một giáp ân cần si tính, muốn làm hiền ráng nhịn,
đừng than. Lớp thân có trận rồi đừng có than. Tôi có đồng đạo đi với tôi hàng ngày hoài, mà đi đám làm từng, mà cái đường nào nó bon bon thẳng băng nó hen, ổng đi ổng chịu. Mà đàm từng đâu phải chỗ nào nó cũng coi như là mà đường thẳng không đâu, phải không? Có nhiều khi cái nhà người ta ở trong cái rạch, cái chỗ nhỏ nhỏ trong á, đi bắt đầu đá người ta đổ cục cục bự bự nha, chạy hầu bắt đầu cái cấp này kiểu này chắc tôi trở lại quá. Đường đi gì mà nhỏ xíu vậy, mà cái nhà người ta cất ở trong rồi sao giờ không đi sao được, phải không? Vậy đó mà ông cực khổ quá, nó thôi cái kiểu này mơ mốt đừng rủ tôi đi nữa, cực khổ nè. Vậy thì bây giờ đồng đạo nên biết là muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần, tất nhiên là muôn sự việc gì ở trên thế gian này nó không có thể như ý muốn của mình được đâu, mà phải chịu cực khổ, phải không quý vị? Cực khổ mới được à. Cho nên quả nào cũng phải kết tụ từ qua, có chua đắng mới ra đường mật ngọt. Cảnh sống đâu chỉ hương thơm chim hót, bão giông qua thì trời đất lại tươi màu, đúng không? Nà, quý vị mình để ý đi, bây giờ cái cuộc sống của mình có khi nào mà người ta trồng cây, trồng rẫy, trồng coi như là tất cả các loại hoa màu mà người ta tứ phân bằng bột ngọt, bằng đường không? Đường bột ngọt đó là ngọt với đường đó. Mà có khi nào ta dung phân vô bằng đường bột ngọt không? Không có. Mà người ta chỉ dung phân bằng DAP hoặc giả là phân chuồng, phân này kia. Quý vị mình nếm thử những phân đó đắng hay ngọt? Đắng chành, phải không? Vậy nó mà dung phân vô tốt, à, đưa vô cái nó tốt. Vậy thì bây giờ chúng ta sống trên cõi trần, là muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần là những cái phân của người ta tưới cho mình đó nghe, toàn là cái thứ đắng không à anh Tám, đắng không à, chứ không có cái nào ngọt hết trơn trời. Cho nên bây giờ người ta mắng mình, ta nói nặng, nó nhẹ, nó hơn, nó thô, nó chanh, nó chua, nó cao, nó thấp, nó đắng, nó lạc, nấu bằng cách nào đi chăng nữa, bây giờ cái mình điềm tĩnh, ta nói bữa nay vô phần cho tụi em. Ừ, bữa nay vô phân cho tôi rồi ngon lành đấy. Mình nhớ vậy là ngon hả? Chứ có gì đâu. Chứ bắt đầu người ta mới nói mình câu, bắt đầu mình trả lời đũa là không xong, phải không chị ba? Bây giờ cái bữa nào mà người ta nói nặng, nói nhẹ, nó hơn, nó thô, nó móc, nó meo mình, nó hen, nó thật sự quý vị, cái người tu mình bị nó móc dữ lắm. Đi đám làm từng cũng bị nó móc nữa. Em là bị gì? À, nó móc mấy bà không lo chuyện gì, tối ngày là mấy cái bà lo đi bao đồng, là mấy bà thuộc diện đỡ mênh men. Nghe chỗ nào động dao động thớt cái đi, nghe không? Người ta nói móc vậy mình chịu không có nổi, mà mình đứng mình điềm tĩnh lại, bữa nay vô phân cho tôi ha, ngon đi nữa. Vậy chứ sao vậy? Người ta vô phân mình tự tử vậy đó. Cho nên bây giờ cái ngày nào mà ta nói nặng, nói nhẹ, nói hơn, nói thôi gì mình ha, mình cứ nghĩ đó là phân nước đi, là vô mình. Càng vô nhưng nào nó càng tốt, những chừng này có gì đâu, phải không? Vậy mà trong khi đó có nhiều khi chúng ta đó không chịu cho người ta vô phân, phải không? Không chịu. Người ta chuẩn bị vô phân mình nó phan hoang à, không được, chặn lại, không cho vô. Khổ vậy đó cô bác anh em với đồng đạo. Vậy thì bây giờ nếu như cái người tu chúng ta phải chấp nhận, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là sao? Mặc tình ai dèm pha tài tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến trần qua chỗ nhị đơm, thì là trần thế mới hòm bẹ qua. Bây giờ mình đi bắt đầu ta nói xấu, nó hơn, nó thua, trong khi nó đủ cách trơn á, bắt đầu ta nói thời mấy bà có được cái áo dài bằng ba công đất đi khỏi làm chân khẩu chồng gì coi như là bằng cái nhang chồng có chút xíu có ăn rồi. Ta tính cái kiểu đó đó, ta nói biếm mình mà, ta kiêu ngạo mình mà. Vậy nó mà sao trong thời gian có, nó hỏi chị Tiết ơi, chị có đi đám nó không, có đi núi đi non cho tôi đi dưới, sửa tâm lành rồi như miếng hoa thơm rồi, bắt đầu từ đó bắt đầu ta kiếm mình. Có cái anh này ở trên Định Yên, lúc đó ông làm thiếu quý, nghe không? Ông gặp tôi, ông nói đủ cách chân, gặp sáu thân, ông nói đủ cách chân, xuyên tạc đủ cách chân. Mấy ông coi như là tối ngày đi hoài, tiền đâu mấy ông đi hả? Tiền đâu mấy ông đổ xăng hả? Mà mấy ông đi hoài vậy là tiền cái đâu mà mấy ông làm gì? Thiệt tình mấy ông làm chuyện bao đồng. Mà tới ông già cái nó chết. Cái nó nói anh Tư ơi, bây giờ cái ngày thứ bảy coi như anh có không, ông lên cầu nguyện cho ông cha tôi coi. Thấy không? Hồi đó nó chê mình, mà tới chừng nó có chuyện rồi bắt đầu nó kêu mình đi cầu nguyện. Có phải là đến chừng qua chỗ nhị đơm không? Thì là chừng thế mới hòm bẻ qua, bây giờ nó mới bẻ qua mình lại, thấy không? Nó thích mình lại, cô bác anh em chứ ông đào. Thì bây giờ mình cứ việc mình một mực vậy đi, mình cứ việc lo tu vậy đi, là khi đó không bao giờ, trong khi đó là cái quả mình nó sẽ được kết quả tốt, chứ không có gì đâu chân vậy. À, cho nên bây giờ cái chuyện tu của mình đó là nó thật tình với quý vị đó hen, là nó cay đắng đủ thứ trơn trọi á,
mà mình nhẫn nại mà chịu đựng không nổi đó, là không vượt qua được cái sự thử thách gian chân đó đâu. Cho nên bây giờ mình đi làm tuần cũng bị nói nè, đi đám giỗ cũng bị nói nè, đi cứu trợ cũng bị nói nè, rồi đi như là tham quan cũng bị nói nè, không có cái nào không bị nói hết trơn trời. Rồi như vậy mình coi như là muốn về có Phật lập thân coi trận, người ta nói lẽ gì mình trả đủ lại, phải không? Thôi giờ người nói sao ta nói, mình trong khi đó tôi gặp mấy cái ông tất nhà rồi, nó bắt đầu nó cũng bàn, nó hồi kiếp trước đó chắc có lẽ là đốt nhà đốt cửa người ta dữ lắm, bây giờ mới cất nhà để trả lại cho người ta đó chứ, chứ có tốt gì đâu. Rồi cái gặp cái ông bắt cầu, cái ông cất nhà mới nói lại, cái ông bắt cầu nó tưởng gì ông tử tế, hồi đó ông cũng giật cầu sập đập phá cầu người ta, bây giờ cái quả báo ông phải đi bắt cầu lại cho người ta chứ có tốt lên gì đâu. Nói qua nói lại, nói tới nói lui, nhưng mà trong khi đó đó là những cái việc làm mà trong khi đó chúng ta làm đều bị nói hết. Tôi nói thật sự quý vị đó, mình làm tốt nhiều chừng nào đó hen, là người ta nói nhiều mình chừng nấy. Mình làm nhiều chừng nào là người ta nói mình nhiều chừng nấy. Làm nhiều người ta nói nhiều, làm ít người ta nói ít, không làm người ta không nói, mà tới chừng nói nó ông làm biết. Ta không nói gì chân mà tới chừng ta nói cái ông đó là biến, mà tu không ra tu, mà đời không ra đời, không chịu đi làm gì chân trời. Mà khi quý vị mình làm từ thiện nhiều đó hen, là quy động vận động ông này bệnh ông kia đau chỗ nọ cất nhà, tới chừng sau bắt đầu có nó gà lợi, nó nói đi vận động lợi dụng nói, chứ không phải là không bị nói đâu, tu bị nhiều trận rồi chứ không phải không có. Cho nên bây giờ mình làm ít thì bị ít, nhưng mà thật sự ra thì bây giờ mặc ai nói gì nói, phải không? Dư luận, mặc dư luận để thời gian minh chứng, hoặc có hoặc là không, chứ dội vàng phê lúng. Như vậy bây giờ mình gặp cái con đường đi thẳng bản, chẳng lẽ gì bây giờ người ta nói gì mình dừng chân phải không? Không lắm, không bao giờ dừng chân. Vì vậy cho nên bây giờ chớ nản chí mà ngừng việc phải, đúng không? Chớ nản chí mà ngừng việc phải, cuộc tang thương biến cải cảnh trận. Vậy thì bây giờ không nản chí mà ngừng việc phải, tất nhiên là gặp việc phải là chúng ta cứ việc đi, chứ không nên nản lòng. Vậy thì bây giờ muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, là nãy giờ chúng tôi bàn cùng với quý vị, tất nhiên là chúng ta phải lập thân ở nơi trong cõi trần này. Mà ở trong cõi trần này lập thân rất là khó, tất nhiên mình làm cái gì người ta cũng nói được hết trơn trời, không bao giờ có như là người ta không nói. Mà thôi, người ta nói sao đó người ta nói, nhưng bổn phận của mình là mình làm. Bây giờ đóng ngoặc kể quý vị nghe một chuyện. Có một cái ông này coi như là dẫn cái thằng con đi mua được một con lừa. Khi đưa một con lừa rồi, hai cha con mừng quá mới trèo lên con lừa cởi. Đi dọc đường một khúc bắt đầu ta hỏi, ông ơi ông mới mua được con lừa hả? Ông nói mới mua được con lừa. Thiệt tình không có cha con nào mà ác ôn bằng cha con này. Con lừa thì nhỏ, mà hai cha con mà cởi dĩ con lừa chịu sao nổi. Ông quay lại nó không được rồi con ơi, cha con mình cởi vậy mà ta nói cha con mình ác ôn, thôi không ấy con xuống đi để cha cởi. Ông cha cởi được một khúc rồi quý vị mình được biết ông, người ta mới hỏi nó, ông ơi mới mua được con lừa hả ông? Tôi mới mua được con lừa. Hỏi cái thằng đi sao lục tục đó, thằng nào? Thằng con tôi nó không có thằng cha nào mà ác ôn như thằng cha này, nhất con gì cổ mà ông chồng cái con ngựa mà ông bỏ thằng con đi lục tục đó làm sao. Ông quay trở lại nữa, ông nói con ơi con không được nữa rồi con ơi, người ta nói cha ác quá ác rồi, thôi giờ không mấy con cởi đi cha đi làm sao. Đi được một khúc người ta hỏi, ông ơi mới mua được con lừa hả ông? Nó mới mua được con lừa. Rồi bây giờ coi như là mà coi như là cái người đó mà ông đi làm sao, mà cái thằng nào mà nó cởi trên con lừa á? Nó thằng con thôi Người ta nói không có thằng con nào bất hiếu bằng cái thằng con này. Để thằng cha già mà đi lục tục ở làm sao mà có thằng con nó là thượng lên cái con lừa mà nó cởi vậy. Cái thằng này là thằng bất hiếu thiệt mà. Ông quay trở lại nó không được rồi con ơi, thôi giờ không có xuống nữa, xuống lừa. Bắt vào hai cha con dẫn con lừa đi, dẫn con lừa đi. Cái người ta hỏi, bộ ông mới mua được con lừa hả? Nó rồi sao cha con gì không cởi cho nè mà dẫn con lừa? Ông nói, tàng ơi bây giờ cha con tôi cởi cũng bị nói, mà tôi cởi cũng bị nói, thằng con tôi cởi cũng bị nói, thôi giờ hai cha con tôi dẫn chắc ăn. Cái người ta nói, thời không cha con nào mà ngu như cha con này. Ngu gì mà sát đức, ngu gì mà lừa mà không chịu cởi, mà mua lừa coi như là để mà dẫn chơi chứ. Có khi nào quý vị mình mua xe dẫn chơi không? Có phải không? Mua xe thì cởi chứ có đâu mà dẫn. Còn cha con này mua con lừa đã rồi, bắt đầu hai cha con dẫn chơi vậy không ngu sao? Cho nên ta nói, không cha con nào mà ngu
như cha con ông này, bác anh ấy dùng đạo. Rồi, đóng ngoặc chuyện cả lại. Bây giờ quý vị mình đi đám làm tuần, đi đám dỗ, đi đám ma, đi cứu trợ, đi tham quan, tất cả các việc đi từ thiện xã hội là chúng ta mua được một con lừa, đúng không? Rồi bây giờ người ta nói quý vị mình bỏ cuộc không? Bỏ cuộc không? Không lẽ gì mình đi khóa niệm Phật, trong khi đó ta nói Phật ngoài gốc chuối cũng có, cần gì phải đi ra tới khóa niệm Phật? Vậy bắt đầu mình ra gốc chuối mình ngồi niệm Phật hả? Mình nghe lời người ta kìa. Bây giờ ta nói trúng mà, ta nói Phật cốc chuối cũng có, mà thiệt cốc chuối cũng có nữa. Mà không lẽ gì mình ra đó mình ngồi. Cái chỗ này trong khi đó quý vị mình được biết đó là người ta nói gì thì người ta nói. Nhưng mà mình coi lại việc là mình có trúng với tôn chỉ Đức Thầy không? Phải anh Tư? Đúng với giáo lý Đức Thầy hay không? Chứ còn thật sự mình nghe người ta nói hoài, bắt đầu mình chạy theo nghe người ta nói hoài, là cuối cùng bắt đầu mình đi theo người ta chứ không phải theo Thầy. Đúng không? Mình theo người ta chứ không phải theo Thầy. Mà mình đã theo Thầy rồi là mình sau dầu sống, dầu chết, dầu mất, dầu còn tánh ngay thẳng, ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt không à, là chúng ta coi như là vẫn đi vậy. Là như vậy tất nhiên là mới đúng. Vậy thì bây giờ qua cái câu này là muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần, tất nhiên là chúng ta cần phải lập thân. Mà lập thân vậy tất nhiên là phải gặp hoàn cảnh khổ, gặp hoàn cảnh khó, gặp hoàn cảnh coi như là trong khi đó là dầu sôi lửa bỏng. Thì bây giờ chúng ta cũng hãy cố gắng vượt qua nghe, cô bác anh em dùng đạo, vượt qua mọi thử thách gian nan như vậy, tất nhiên là chúng ta coi như là mới về Phật được. Thôi chứ quý vị, đó. Vì vậy cho nên bây giờ đó là ở trên cõi trần này muốn về Phật, bây giờ đặt lên một câu hỏi thứ ba, hỏi cùng tất cả chư quý vị mình: đi về Phật đi bằng máy bay, đi về Phật đi bằng tàu, đi về Phật đi bằng bộ, đi về Phật đi bằng thân xác, đi về Phật đi bằng linh hồn? Vậy thì bốn cái đi về Phật đi bằng phương tiện gì? Linh hồn. Công nhận hay cho chàng bao tay. Nếu như chúng ta đi về Phật đi bằng máy bay đấy hen, là chuẩn bị tiền bạc đặng lên máy bay đi, phải không? Nếu đi bằng tàu thì chuẩn bị cơm nước gạo thóc đặng mà xuống tàu đi nó lâu một chút. Mà nếu như mà đi bằng thân xác thì lo cho cái thân dặn cho nó khỏe mạnh hơn đi. Nhưng mấy bà già già này đi hết nổi rồi, phải lo thân xác để đi, đúng không? Nhưng mà đi về bằng linh hồn, mà tại sao bây giờ không chịu lo linh hồn mà lo thân xác là sao? Đúng không? Lo hồn di chánh, lo thay làm gì? Cái thay này có mập cách mấy đi chăng nữa cũng không đi tới đâu đâu. Tôi nói thiệt tình như vậy đó. Rồi quý vị mình có giảm dở coi như là mạnh giỏi cách mấy đi chăng nữa, đi cũng không qua cái lưới của tử thần được, đúng không? Không đi đâu được hết. Mà đi bằng linh hồn, mà đã đi bằng linh hồn đó thì bây giờ chúng ta phải lo cho cái linh hồn. Mà lo cho cái linh hồn thì Đức Thầy nói cho chúng ta biết là xác tuy mất, hồn thiên chẳng mất. Là chúng ta lo bằng cái thân xác là không bao giờ đi về Phật được. Vậy đó mà bây giờ có người bây giờ là cũng đồng đạo, cũng tu, chúng ta cứ lo nhà, lo cửa, lo gạo, lo thóc, lo thắng, lo thấu, lo hơn, lo thua, lo thiếu, lo đủ không, mà không chịu lo về Phật mà cái linh hồn. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết người biết đạo là lo vừa chừng, chẳng ích kỷ, vừa lo cho mình, vừa giúp ích cho đời, chừng bỏ xác thì có cái khác, liền phải không? Còn người không hiểu đạo bo bo giữ nó bằng lối ích kỷ mê lầm, lo cho cái thân xác này tất nhiên là lo chuẩn dưỡng cho nó được như là mạnh dậu, lo thuốc thang cho nó uống, xây dựng cửa nhà để cho nó ở, kiếm tiền thanh sách để cho nó vui. Vậy thì bây giờ đến khi mà số vô thường đã tới, sanh ra muôn ngàn kinh hải, thần trí hôn mê, rất chiếu mến cõi đời cửa nhà con vợ, mà không làm sao sống được nữa, nên lúc ấy kẻ phùng mang trợn mắt, chắc lưỡi nghiến răng, lăn lộn giật mình kêu than thảm thiết. Như vậy là khổ sở là dừng nào, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải lo cho cái linh hồn, phải không? Cho nên đành rằng ai có xác thân, dù ai cũng phải một lần chết đi, ai cũng phải vậy thôi, là cũng một lần chết đi. Nhưng mà kẻ chết hồn quy cõi Phật, người lại sao mà chết ra ma? Kẻ thì chết được ngợi ca, người đã chết mà người ta chê cười. Kẻ chết già, người thời chết yếu. Kẻ chết mà kẻ chết đó là im, người lại chết đau. Có nhiều cách chết khác nhau, nhưng ta lựa cách chết nào cho thành. Chết mà hồn được siêu sanh cực lạc, chết mà để cho người nhắc hiền lương
là cái chết đó chúng ta cần phải chết. Ai cũng phải chết là nên hiểu, nhưng chết rồi hồn liệu ra sao? Chết khôn là chết cõi Phật vào, chết dại ấy chết đầu thai khổ. Ai chịu chết dại đưa tay lên. Không ai chịu. Không ai chịu chứ hả? Chết dại, bây giờ mình chết đưa tay lên có ai được là mấy người chết dại. Không ai chịu rồi. Thôi vậy là chết khôn trơn rồi. Mà chết khôn đó là sao? Sống chúng ta lo niệm Phật, hành đạo cúng lại là chết khôn. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là biết khôn tìm kiếm ma ha là người khôn, phải không chị? Biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự nhà nhà bình an là chúng ta chết khôn, là chết biết niệm Phật vậy thôi. Còn chết mà không biết niệm Phật chết gọi là ngẫm củ tỏi đó, thì có chỗ đó đâu có chết khôn. Vậy thì bây giờ là chết vốn là nơi kết liễu khách trần gian chung chịu như nhau. Sanh ra thì có tử theo sau, không có một người nào tránh khỏi. Sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn dai còn phải trả đền. Giống đã gieo người dẫu có quên đúng ngày khác, tự nhiên nó đã nè. Nghiệp lực rất mạnh vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng châm gốc rễ sâu càng nảy nở, dài lâu khó nhổ. Vậy thì bây giờ chúng ta nếu biết được về Phật bằng cái linh hồn, thì bây giờ thân xác không lo. Con cái bà này 65 tuổi có kể quý vị mình nghe đó, đi khám bệnh coi như là ở bên trên bệnh viện Chợ Gậy, mà cái bệnh này gọi là ung thư màng tử cung. Cô bác anh em dùng đạo, bác sĩ khám bệnh xong đưa ra hồ sơ bệnh án, 3 tháng nữa chết. Bà cầm hồ sơ về bà chị bạn, bà hỏi đi khám bệnh sao rồi đưa hồ sơ cho cô coi, đưa cho bà câu bà cười chím chím hoài, bà không gầu lo gì chân trời. Rồi bà chị bạn bà hỏi cháu bổ coi như là bà dốt hay gì á, tôi nói thật luôn không có dốt. Mà tôi biết, mà bà biết sao bà cười hoài hả? Bà trả lời sao biết không? Bà nói tôi ở tù 65 năm rồi, mà bây giờ bác sĩ cho tôi biết còn có 3 tháng nữa là hết hạn tù mà tôi không cười sao được. Còn có 3 tháng nữa hết hạn tù là tôi mừng đâu. Không, là bây giờ tôi phải cười chém chém, là bây giờ tôi không còn ở tù nữa. Quý vị mình thấy bây giờ chúng ta đang ở tù phải không? Ở tù xá suốt cả cuộc đời của mình rồi, mà giờ còn trong thời gian ngắn có mấy tháng nữa hết hạn ở tù lẽ mình không mừng sao phải không? Cho nên trong khi đó bà mới vui mừng, vậy là bà đặt niềm chọn niềm tin. Cái bà này bà coi như là đặt chọn niềm tin là về Phật thiệt nữa, phải không? Còn mình đó heo, mà nghe nói 3 tháng nữa đó heo mà chết rồi đó heo. Bác sĩ ơi, bác sĩ làm ơn gia hạn dùm cho tôi thêm, năn nỉ bác sĩ gia hạn dùm. Có không? Có nhiều người gia hạn, các bác sĩ coi như là đưa ra một cái phương pháp gia hạn rồi cho mày ở luôn. Nói ở đâu? Ở cõi ta bà này luôn đi. Bác sĩ nói thôi giờ về coi như là ăn thịt. Đi về coi như là cái chất canxi nó nằm trong mỡ, trong trứng, trong cái thịt heo, là cái trong coi như là tôm này kia, nó về ăn đi. Rồi tôi gia hạn cho suốt đời ở ta bà. Vậy đó mà nghe lời bác sĩ nói thôi ông gia hạn cho tôi suốt đời ở ta bà tôi cũng chịu. Vậy đó mà trong khi đó về bắt đầu cái ăn mặn trở lại. Cho nên nếu như chúng ta nghe lời Phật, muốn sáng suốt theo lời Phật bảo, muốn tối tâm theo lũ ma triêu, phải không? Mà hạ đời có Phật thầy kêu không tu tỉnh là tiêu hồn xác luôn. Nếu mà chúng ta nghe lời bác sĩ là tiêu hồn xác. Cho nên bây giờ nếu như chúng ta muốn vậy thì phải sao? Lập trường không chở đũa, dù thiên lâu cầm búa chém chết cũng không nao, huống hồ ai phiên dụ chở đũa để mà chi sống dai có gì, sống gây thêm tội ác thà chết chọn từ bi. Cơ bản anh em dùng đạo, thà là mình chết mà chọn từ bi còn hơn mà nghe lời vậy mà quay trở lại là tiêu tùng, phải không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta muốn về Phật là về bằng linh hồn, thì bây giờ chúng ta phải chú trọng linh hồn. Bây giờ ví dụ thứ tư, cái ví dụ thứ tư nó đồng đạo của chúng ta đó, hiện tại mang thân xác này là thân xác tứ đại, là mang thân xác cái điện thoại cùi bắp, mà bây giờ nhà nước bây giờ chuẩn bị bỏ rồi, không chuẩn bị nó bây giờ cái điện thoại cùi bắp này sắp bỏ, có không? Y gan vậy, bây giờ ông Phật Đức Thầy cũng bảo cho chúng ta cái cõi trần này sắp bỏ, có không? Có gì đâu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại bỏ nè, không bỏ thì bây giờ cái điện thoại cùi bắp sắp bỏ là mình phải chuẩn bị cái điện thoại quẹt quẹt, đúng không? Chuẩn bị cái điện thoại quẹt quẹt. Rồi bây giờ cõi trần này sắp bỏ, chúng ta phải chuẩn bị cái thân, thân sen bạo, mang xác thúi không làm thẹn tuổi là cái thân cùi bắp, còn đem tâm đắm đuối say xưa, chẳng lo hành đạo sớm chưa, đổi thân sen báo
thơm tho lâu dài, thân sân báo là cái điện thoại quẹt quẹt đó. Cho nên giờ chuẩn bị nghe anh Tám, ông bây giờ đổ được rồi đó. Không hả, thử vậy đó, mấy ông này là đổ được, tôi giờ tôi cũng đổ được. Sửa sẵn đổi đi, phải không? Mà nếu như chúng ta không đổi tới hen tội nghiệp cho cái sim. Cái sim này nó nằm ở trong cái điện thoại quẹt quẹt, mà giờ cái điện thoại quẹt quẹt không xài, giờ cái sim nó giờ tôi không biết ở đâu giờ. Họ không có biết cái nương tựa giờ đâu giờ, phải không? Nếu mà giục cái điện thoại quẹt quẹt bây giờ không có cái điện thoại khác, không có điện thoại cơ bắp, bây giục đâu, bây giờ không có điện thoại quẹt quẹt, bây giờ nó nằm đâu giờ? Thôi mà giục cho mày luôn. Giục luôn, bỏ luôn. Bỏ luôn, tất nhiên là ở đây không tu, muốn nói là không tu mang thân xác tứ đại này, không tu rồi, cái thân xác này bỏ, cái linh hồn chấp nhận theo cái điện thoại quẹt quẹt đó, giống như cái sim theo cái điện thoại, theo cái điện thoại mà cùi bắp đó, mà phải như là phế bỏ luôn, là không có một thân xác khác. Linh hồn tiêu, thân xác tiêu, gian tà hồn là cái sim, gian tà hồn xác cũng tiêu, là cái điện thoại cùi bắp với cái sim tiêu luôn, mất luôn, đúng không? Còn nếu như chúng ta tu, bây giờ cái điện thoại cùi bắp là thân xác tứ đại này nó có hư, nó có bể, không? Lấy cái sim qua gắn vô điện thoại cảm ứng quẹt quẹt xài được không? Được phải không? Được đâu, đưa ta lên được con mấy người coi. Hả? Được phải không? Vì đồng ý đổi phải không? Đồng ý, đồng ý, được vỗ tay đi. Vậy là ai vỗ tay là chấp nhận đổi nghe. Bữa nay là đổi nghe. Bây giờ bắt đầu bữa nay là lấy cái sim để chuẩn bị đổi qua cái điện thoại cảm ứng quẹt quẹt nghe. Từ đây trở về sau là nó có nằm trong điện thoại cùi bắp đi chăng nữa, mà mình cũng phải chuẩn bị lo cho cái điện thoại cảm ứng quẹt quẹt trước đi nghe. Đặng mà có một ngày nào cái sim bên đây không còn xài nữa, mình lấy coi như là gắn vào bên kia xài, phải không? Thủ trước. Có không? Bây giờ Đức Thầy có nói cho chúng ta chuẩn bị nè. Chuẩn bị làm sao? Đến khi chúng ta lâm chung, thân xác bỏ, phải không? Thì Đức Thầy nó thần thất nhập, là lấy cái sim đó đó, gửi qua điện thoại quẹt quẹt đó. Thần thất nhập thai sen tinh hảo, gửi qua liền, phải không? Gửi qua đó tất nhiên là an toàn liền. Thần thất nhập thai sen tinh hảo, nên chẳng màng lo nỗi khổ sanh, thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khổ gì khổ đạo, là chúng ta chấp nhận vậy, phải không? Vậy thì bây giờ nếu như đồng đạo chúng ta chấp nhận vậy, mới đúng với cái câu Đức Thầy nói là muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, là chúng ta đang lập thân đây, là chuẩn bị chúng ta đổi nghe. Từ đây trở về sau chúng ta chuẩn bị một ngày nào chúng ta sẽ đổi thân xác. Mà đổi thân xác rồi tất nhiên là chúng ta không còn ở trong cái thân xác cõi trần nữa, có bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ muốn được như vậy, Đức Thầy bảo cho chúng ta trong đó là ba nguyên nhân để mà chúng ta đổi được thân ta bà này mà được giảng sanh cực lạc. Một là Đức Thầy bảo cho chúng ta trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đao phước thì nên là một làm phước cho nhiều, quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ là hai, phải không? Làm phước cho nhiều và đồng thời dứt nợ, rồi ao sang báo tây phương đua nợ, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm là ba. Làm phước cho nhiều và đồng thời dứt nợ và đồng thời niệm Phật khỏi cho chí tâm là một điều kiện mà chúng ta đậu thân sanh báo, không? Điều kiện thứ hai là Đức Thầy bảo cho chúng ta chưa làm được ba nguyên nhân như trên, là phải cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi, là tính sâu, là nguyện thiết, là hành chuyên, được ba điều đó tây liên dựa kề, tất nhiên là tính sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Vậy thì bây giờ là đó là tam tư lương mà để cho điều kiện người tu chúng ta nhất định rằng người tu tịnh độ là phải có ba món tư lương đó mới dẫn sanh về cực lạc, tính, nguyện và hành. Và điều kiện thứ ba, nếu như chúng ta chưa được điều kiện như trên thì bây giờ chúng ta cố gắng giữ tám điều răn cấm, nghe mấy cô, gắng giữ giới cho nó trong sạch nghe, gắng làm điều lành nghe, mà Đức Thầy cho chúng ta biết nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về cõi tây phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn trở lại của giấc chúng sanh. Đây là những điều kiện mà Đức Thầy chỉ cho chúng ta đổi thân sang bảo, đổi thân tạm giả này đó, đang mà giáng sanh về cực lạc.
Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta ba điều kiện như trên đã được xong rồi, hoặc giả là chưa được trọn vẹn thầy, chi cho bằng, chi cho bằng cái gì? Chi cho bằng ta sớm lo toàn, dình giới lực, nghe kinh trọng Phật, đến năm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ cô bác anh em dùng đạo đó. Vậy thì bây giờ ba điều đó mà chúng ta làm được xong thì cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, ông Phật A Di Đà chờ mình, giờ Đức Thầy đang chờ mình, ao sang báo Tây Phương đua nở chờ, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, Tây Phương đua nở qua liên chờ, chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa, có ngày mở hội quy khâu non thần văn chiến, khùng ngồi sự phân và tất cả các nơi chờ, mà chúng ta không chịu để cho chờ thì có một cõi chờ, đó là cõi gì? Cái cõi cõi âm ti, chốn âm ti, ngơ đầu mã diện, đang trăm ngày tới số bắt hồn, cõi âm thần bệnh xá dịch ôn chờ, chờ gì? Chờ mãn phước ra tay bẻ họng chờ. À, vậy thì bây giờ chúng ta đừng đợi chờ cái chỗ này nghe, mà hãy để cho ông Phật A Di Đà chờ, để cho Đức Thầy chờ, để cho ông Minh Vương chờ, để ngày đó là chúng ta được trùng phùng là tớ thầy tâu chúa cùng nhau gặp. Vậy thì bây giờ trong ban tổ chức hôm nay sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị như trên, thì bây giờ chúng tôi cùng với quý vị trao đổi trên dưới một tiếng hồ rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải toàn lò, cần phải cố gắng, đó là kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan dạ trở này, vàng đá bao khoen cần nước lửa, chị thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng quang gom một mối phàm trần vạn kiếp, kiến bồng lai các bác anh em dùng đạo. Và kính thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin chấm dứt, và trước khi chấm dứt chúc quý vị hai câu, đó là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Và đến đây xin hết Nam Mô A Di Đà Phật.